Chào anh em nhé, mới đi tiêm vaccine về này, tranh thủ còn chưa sốt thì lên sóng cho anh em cây nó cực kỳ hiếm nhá, mà có chắc không? Để mình soi kỹ cho anh em từng ly từng tí một này. Đấy. Con này gỗ chắc đó anh em nhé, cực kỳ đẹp luôn. Cái miếng này nó cái bản nó không được to lắm nên mình cái cánh mình phải vót bớt đi. Chứ không cái cánh này cứng lắm, nhưng bình thường cái này là cứng khó người bắn rồi. Đầu cánh mình bọc đồng cẩn thận này. Cái này bắn 20 m. Ngắm vòng 8 anh em nha. Cái này rất dễ ngắm luôn. Cánh cực kỳ cân và đẹp này. Cái này vì là gỗ nó là gỗ quý nên mình lại làm ít làm hoa văn để trơn vậy thôi cho anh em chơi. Như gỗ khác là mình lại khám hoa văn các thứ và nhưng cái này mình để trơn. Đây nha. Nói chung cầm rất là sướng tay luôn. Hoặc có thể mình do mới đi tiêm về cầm cảm giác nó hơi nặng, nhưng mà chắc nó nặng thật anh em ạ, không hề nhẹ một chút nào đâu. Đấy, phía trước này. Phía dưới này. Chỉ một đường nứt nói chung li ti như sợi lông với nha anh em nha, không để ý không thấy đâu. Cái này mà phun PU hoặc là hết ngay, mà mình chỉ đánh vernix thôi nha anh em nha. Cũng này mà phun thì nó phí đi, cứ để chơi vernix cho nó nguyên bản cho nó chất. Gỗ đẽo thì người ta phải phun nó chứ gỗ xịn không cần phun đâu. Nên mình còn rất nhiều mẫu nỏ khác nha, anh em là có nhu cầu liên hệ mình theo số điện thoại 0907 682 888. Chào anh em nha.